Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại kênh của mình. Hôm nay cùng mình tôi xem một con ếch nhé. Và bạn cố xem mình sẽ tô như thế nào nhé. Chúng tôi làm này là cứng. Hey.
rồi, tôi sắp với tranh này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.